Trận đấu thứ ba giữa Hồng Anh và Tiểu Hòa Ca. Tỷ số đang là 2-0 rồi cho Hồng Anh. Và trong buổi giao hữu ngày hôm nay thì Hồng Anh đã kiếm cho về được 9 trận thắng tổng cộng với hai game thủ về Trung Quốc. Bao gồm 4 trận thắng kèo AC và 5 trận thắng kèo dân đầm. Khi mà thời gian giao hữu của chúng ta mới được 2 tiếng đồng hồ và quá nhanh và nguy hiểm. Trận đấu này em cầm ngửa đấy. Chúng ta cùng chờ đợi xem đối thủ của em cầm món gì. Dường như là khi mà các game thủ phía Trung Quốc không không cầm được những quân quân gỗ như Roman, như Babylon, ít nhất là như thế thì dường như các anh sẽ nằm. Vâng, nếu như anh cầm, các anh cầm Minoan, cầm Katha, thậm chí là các anh cầm Pơ thì không biết, tôi vẫn chưa tưởng tượng được các anh đánh cái gì. Vâng, cứ chay lạc đà như vậy thì tôi nghĩ rằng là đơn giản thôi. Vâng, Hồng Anh cứ làm 3-4 nhà phù như vừa rồi. Đánh nó đơn giản mà không phải nghĩ nhiều. 8 9 12. Em bắt đầu đi dò xung quanh nhà chính của mình. Có đồ ăn gì không? Đánh dân đầm thì việc lên đời được phải được ưu tiên hàng đầu. Sau kèo đấu giữa Hồng Anh và Tiểu Hòa Ca của Trung Quốc ở kèo dân đầm, chúng ta đã đến với, vẫn là kèo dân đầm thôi, giữa Hồng Anh và Mỹ Tịch. Vâng, tiếp tục là kèo dân đầm giữa Hồng Anh và Mỹ Tịch. Lần lượt là từng game thủ tiến lên đối đầu với Hồng Anh. Tuy nhiên thì từ nãy giờ tôi nhìn thấy tất cả đều đang nằm xuống với một tỷ số x0 cách biệt. Chưa thấy có gì đổi mới ở trong phong cách đánh dân đầm của các game thủ về Trung Quốc. Chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hồng Anh. 24 trên 28. Em bắt đầu cắt nông dân ra để có thể thiết kế xả thủy bẫy ở phía bên kia. Bãi quản thì đang được em bú khá lâu rồi. Những chiếc bè thẳng tắp. Vâng, có thể nói là cơ cấu nhà cửa là mắc binh. Em sẽ chắc tiếp tục chắc nhà hay sẽ một bài dâng cống hiến. Từ nãy giờ thì em chắc nhà trận nào cũng thắng rồi. Không biết rằng là em có tiếp tục làm chơi bài đấy không? Có lẽ là cũng nên biến đổi một chút cho các bạn ý. Vâng, cho các bạn ý thấy rằng đánh dân đầm của Việt Nam chúng ta đa dạng. Chứ chẳng lẽ cứ chắc nhà và giành chiến thắng như này cũng không hay lắm. Tôi nói như vậy thôi nhưng hình như em đang có ý định chắc nhà. Pa nối đầu với Glick.
Vâng, 25 trên 28 em bắt đầu mang nông dân về đóng ruộng chăng? Đây là chiếc BL của game thủ Hồng Anh. Và trận đấu sẽ kích ở cuối 10 với 25 nông dân. Vâng, chắc nhà chúng ta cùng chờ xem Pamidan của game thủ Tiểu Hòa Ca đánh gì. Vâng, sẽ là thông minh hơn nếu như anh ấy quyết định đánh cung A, nhưng sẽ là không được sáng suốt cho lắm nếu như anh ấy đánh chay lạc đà, bởi vì gx có phù thủy, tất nhiên là pan cũng có phù thủy và thậm chí là có cả cung r để chống lại y. Nhưng mà game thủ Tiểu Hòa Ca của chúng ta đã có nằm. Anh ấy nằm quá nhanh mà tôi chưa kịp đọc ra cái bài cái anh ấy định đánh là cái gì cả. Tỷ số là 3-0. Vâng, nhanh hơn tôi tưởng. Hơi sốc. Vâng, trận này đúng là thay tôi vào đánh vẫn thắng bởi vì anh ấy không thi đấu. Vâng, không thi đấu một tí nào cả. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với những kèo đấu tiếp theo.